chỉ tấn công quan chức chính phủ, bộ phận bảo mật của BlackBerry, Canada xác nhận chiến dịch tấn công mã độc nhắm vào quan chức chính phủ và quân sự một số nước đã được khởi động. Hãng tin Associated Press cho biết, mục đích của chiến dịch trên là nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm từ thiết bị di động. BlackBerry chưa xác định được thủ phạm đứng sau chiến dịch này, nhưng cho biết chắc chắn có liên quan tới các nhóm hacker do chính phủ hậu thuẫn. Một trong những ứng dụng giả mạo nhắm vào quan chức Pakistan, số còn lại là ứng dụng giả mạo web khiêu dân dịch vụ chat hẹn hò và giả mạo tổ chức cứu trợ nhân đạo có tên ansa foundation các ứng dụng này đều có điểm chung khai thác hệ điều hành android và phát tán qua email hoặc các dịch vụ tin nhắn mạng xã hội như whatsapp ngoài pakistan blackberry còn cho biết tin tặc hoạt động dưới danh nghĩa nhiều quốc gia châu á trung đông đã triển khai nhiều chiến dịch tương tự